ngoài kia cái nhu cầu cần biết tại sao nó mắc không, thì mình phải lên mình nói cái thành phần, và mình nói về thành phần và mình nói chức năng của các thành phần, thành ra nó hơi chi tiết một tí, các bạn chịu khó nghe nhé. Thì trước nhất đó là cái mà mình mê nhất đó là cái liquid body bar các bạn nhá. Thì cái lợi ích của mình nói sơ, nói cái lợi ích sản phẩm trước là nó cung cấp sự cân bằng hoàn hảo của pH và giữ ẩm một cách tuyệt vời cho mình, giữ ẩm một cách nghĩa là quả nghĩa là trên cả bình thường luôn quý vị, và nó có cái mùi hương bưởi rất thơm và phong phú, và công thức kem của nó không chứa xà phòng. Và cái ích lợi thứ thứ ba đó là nhẹ nhàng, và một cách nhẹ nhàng nó loại bỏ bụi bụi bẩn, dầu và các tạp chất trên da mình ha, mà không làm khô da. Và cái thứ tư là bảo vệ hàng rào độ ẩm quan trọng của da với cái độ pH cân bằng. Rồi bây giờ nói tới pH cân bằng thì mình sẽ đưa cho quý vị một cái chức năng khác của sản phẩm này mà ở ngoài kia ít ai biết đến. Thì các bạn biết rằng đó là da của pH của da bình thường là giữa 4 cho tới 6.5 hoặc là 7, thì tùy theo chẳng hạn như em bé đó thì da sẽ cao cái pH 7 là neutral tức là bảo hòa, nói vậy đi, trên 7 là kềm, thành ra dưới 7 đó là acid các bạn. Thì da của mình là giữa 4 và 7, em bé sẽ da gần số 7 hơn, cái pH sẽ gần số 7, còn người lớn càng lớn dần thì cái da càng gần số 4, càng gần acid nha các bạn. Thì nói nhưng mà riêng về cái phụ nữ của mình ở đây là cái đặc tính của cái liquid body bar đó, mà mình cần phải nêu ra ở đây, tại vì sau khi mình đọc và mình nghiên cứu và mình thấy nó hay quá và mình áp dụng và mình thấy kết quả rất là tuyệt vời là ở cái chỗ này, là ở thành phần phụ nữ mình nó có những người phụ nữ tính tình rất là kỹ và rất là sạch, cứ đi lùng soát đi mua phải có trong nhà luôn, luôn trong phòng tắm của những người phụ nữ đó phải có một cái chai để tắm cho cơ thể, thì lẽ nhiên gội đầu rồi nhưng mà cái chai để tắm cho cơ thể, nhưng mà cái vùng quan trọng của phụ người phụ nữ họ phải đi mua một cái chai riêng gọi là dung dịch vệ sinh phụ nữ để tắm cho cái vùng riêng của họ. Nhưng mà đây là một sản phẩm có thể săn sóc được cả cái vùng quan trọng của mình các bạn, là tại vì cái pH của vùng da bình thường chỗ khác của mình nó là 4 tới 7, nhưng mà cái vùng đặc biệt quan trọng của mình nó là giữa 4.8 và 8, và cái pH của cái chai này đó quý vị là 6.5. Ok, thành ra và tí nữa mình sẽ kể các thành phần, và cộng với các thành phần với cái pH bão hòa như vậy, ba lăng sắc là cân bằng như vậy, thì mình không cần phải đi tìm dung dịch vệ sinh phụ nữ riêng cho mình nữa nha các bạn. Two in one, hai 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 chức năng trong một sản phẩm. Ok, thì cái đó là cái mình thông báo. Rồi bây giờ là cái khi thành phần của cái liquid body bar các bạn là nó có 6 thành phần. Cái thứ nhất á, cái mùi hương bưởi á, nó làm mới cảm giác của mình. Thì theo các nhà khoa học da của Nhật đó, họ cho thấy rằng đó cái mùi hương bưởi nó làm cho mình có vẻ relax và trầm tĩnh hơn, và nó làm mới cảm giác mỗi ngày cho mình, thành ra khi mình tắm mình cảm giác như được đổi mới, thành ra cái lý do của cái mùi hương bưởi đó, nó cũng có thành phần tâm thần một tí nha. Thành phần thứ hai đó là dầu hạt jojoba, thì cái đặc tính của nó là chống 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 viêm, giúp cho làm dịu lại cái sự nứt nẻ và giảm mẩn đỏ cho da, và giảm tác dụng của bệnh chàm và bệnh hồng ban các bạn, và giữ cho làn da mình được thoải mái và calm, tức là mình calm tức là bình tĩnh, không có dị ứng vớ vẩn đó nhá. Và đồng thời trong cái dầu hạt jojoba này nó có cái vitamin E và vitamin B tổng hợp trong cái dầu jojoba cùng với nhau, thì nó giúp cho cái phục hồi và kiểm soát cái sự tổn thương của da. Các bạn thấy tuyệt vời chưa? Rồi cái thành phần thứ ba là cái thành phần mà mình rất là mê, nó gọi là natri PCA. Thì cái chữ PCA là natri là muối, của cái PCA là pyroglutamic acid. Hôm nay các bạn chịu nghe hóa chất một tí đi ha, rồi tại vì trong này mình thấy có nhiều vị là trong thành phần sức khỏe. Rồi thì một loại acid thì cái muối natri của pyroglutamic acid đó, là cái một loại acid amin mà tự nhiên được được gọi là proline, có trong protein. Thì các muối natri đó các bạn biết rằng là những cái gì mà làm cho phân tử hòa tan trong nước và giữ ẩm rất hiệu quả. Thành ra cái PCA đó, cái PCA đó được chiết xuất từ thành phần hoàn toàn tự nhiên của công ty mình ha, tự nhiên có nguồn gốc từ thực vật và từ trái cây, từ dầu dừa, rau hoặc là cỏ hoặc là tảo, và do đó nó được dùng đến là tại vì nó có đặc tính làm mềm của nó trong cái chất dưỡng ẩm, trong những cái chất dưỡng ẩm tức là trong cái dầu tắm này nè quý vị. Rồi thành phần thứ tư của cái liquid body bar đó là glycerin, là một chất giữ ẩm bằng cách là nó kéo nước vào lớp ngoài của da với cái mức độ sôi hơn cho mình nhá. Thì cái đó là tác dụng của glycerin. Và thành phần thứ năm đó là aloe vera, thì ai cũng biết rồi, thì cái cỏ nó có cái chứa cái chất chống oxy hóa cực kỳ cao, và nó có cái chất enzyme tức là tiếng Việt Nam gọi là men đó, chất men đó, thấy không? Và đồng thời nó có vitamin A và cả vitamin C,
Và do đó với cái sự tổng hợp này cho nó có tính kháng viêm rất là cao, và do đó cái nó có thể giúp điều trị bỏng, mụn trứng cá và da khô các bạn. Rồi thành phần thứ sáu của cái liquid body bar đó các bạn là allantoin, tức là nó tăng allantoin, nó giúp cho tăng độ mịn màng của da, và nó từ các rau củ các bạn. Là allantoin là cái hóa chất trong các rau củ và rau và củ và hoa nữa nhá, và nó là chiết xuất của những thành phần đó, tức là cũng thực vật, và công dụng của nó là tăng độ mịn màng cho da và hỗ trợ chữa lành vết thương quý vị. Và cái đặc biệt của nó nữa là thúc đẩy cái sự tăng sinh tế bào mới cho mình, và do đó nó ảnh hưởng đến cái tuổi thọ của tế bào nhờ các bạn. Thành ra tưởng tượng mình dùng cái xà phòng tắm này cả đời, thì chuyện gì xảy ra cho da mình, lẽ nhiên da mình sẽ trẻ ra hơn mỗi ngày các bạn nhé. Lý Man, cháu tự ân miếu cháu được không cháu, nếu mà cháu nghe cô. Dạ được, con cháu ông Miếu rồi. Rồi tuyệt vời quá nàng. Dạ. Lý Man À thì dạ. cháu giới thiệu cháu từ đâu, và cháu dùng sản phẩm gì trong những cái dòng sản phẩm cô vừa nói, và kết quả như thế nào? Dạ, trước hết là cháu cảm ơn cô cho cháu cơ hội lên đây chia sẻ những cái dòng sản phẩm mà nó có ích cho, thứ nhất là cho con cháu về da. Nãy giờ cháu nghe cô giới thiệu giải thích á. Dạ thì cháu tên là đầy đủ là Lý Mai Anh. Và cháu hiện đang ở Maryland ở Mỹ, và cháu làm cho bệnh viện về financial service, patient financial service. Như cô biết á, là cháu có hai người con, một người con trai và một người con gái đều bị eczema. Eczema là bị chàm á, bị ngứa hả? Thì bị từ hồi 3 tuổi cho tới 13 và 16 tuổi vẫn bị. Thì từ nhỏ hai cháu rất là bị ngứa, ngứa mà gãi chảy máu luôn, và mình rất là sốt ruột mỗi buổi tối á, là nó ngứa nó ngủ không được, cháu cũng phải thức khuya theo để mà thoa lotion rồi đắp nước tùm lum hết. Rồi cháu đi bác sĩ thì bác sĩ cũng cho cháu cái gì cortisone rồi đó để thoa và mua lotion nhưng mà không hết. Rồi bác sĩ chuyển khoa dermatologist là bác sĩ chuyên khoa về da, thì cũng ông ta cũng cho một cái cục xà bông và một cái hũ cream để bôi. Thì mới đầu nó đỡ rồi cái nó lại bị rồi đỡ, rồi cháu đi follow up lại. Khi mà follow up lại á, thì bác sĩ cũng nói cháu là tiếp tục xài chứ cũng không có gì khác, và ông nói là do cái da nó ngứa, là do nó khô. Thì bây giờ mình thay vì mình tắm á, thì mình sẽ cho con ngâm bồn, sau khi ngâm bồn xong mình thấm, đừng có lau quá khô, và thoa kem mặc quần áo vô lại. Và những khi nào con nó chơi mà nó ngứa thì lấy khăn á, ướt hoặc giấy đắp vô cái chỗ đó. Thì con cũng làm nhưng mà thật sự nó cũng bất tiện lắm, là tại vì nó đi học con đi làm, mà khi nó ngứa nó mặc quần áo thì làm sao nó phải gãi thôi. Rồi con cũng làm riết, follow up riết cũng không có hết. Bác sĩ có nói một câu là cái bệnh này á, nó tùy theo đứa, có đứa tự động hết và có đứa là tới tới lớn nó hết, có người thì mấy chục tuổi cũng vẫn còn, cho nên ổng cũng nói là không có cái gì gọi là hết hoàn toàn. Thì sau vài năm liên tục như vậy con đi và cũng cứ check up, rồi con nói thôi buông thôi chứ giờ cũng biết cách nào. Và sau một cái biến cố của con 3 năm trước là về sức khỏe đó, thì con đã mở lòng được người bạn giúp, cho nên cái sức khỏe của con suy sụp lắm và nó già vô cùng chứ không được như bây giờ, và con được trở lại. Thì khi mà cái sức khỏe của con nó được trở lại như vậy á, thì con nghĩ liền ngay tới cho con của con những cái mà nó bị, thì con hỏi, thì người bạn của con mới chia sẻ cái đường link liền, cũng giống như hôm nay con chia sẻ câu chuyện vậy đó, thì con nghe được và con mới mà mua về và sử dụng cho con. Thì trong cái thời gian con đang order thì nó hết hàng, ở nhà hết lotion, chồng con phải đi Walmart mua, con nói anh đừng có mua, đợi em mua cái này giờ đi, hay lắm, em nghe mấy chị. Thì ảnh cũng không tin, ảnh nghĩ lotion là lotion thôi, ảnh mua về xài cũng không có hết. Thì hàng về con mới cho con của con xài. Khi đó con mua cái cục, nó gọi là body bar, con mua cái cục. Sau này con mới xài. Dạ. Sau này thì con mới mua cái chai nước này, liquid. Thì khi con cho con của con tắm á, thì lúc mà mỗi buổi tối là nhà con có một cái thời khóa tụng kinh, con dạy cháu từ nhỏ, thì cả nhà tụng thấy nó cứ rờ cái tay nó, rồi nó ngửi. Nó cái con hỏi gì vậy, nó nói oh it smells so good and it fresh, nó thơm mà nó sướng lắm mẹ ơi. Cái con nói vậy vậy hả, vậy thì con xài đi rồi mẹ, để mẹ theo dõi coi. Dạ đúng rồi, mẹ theo dõi coi cái da con đỡ không. Thì khi con xài lotion cho cháu á, thì
chừng mấy ngày thôi là thấy cái da nó smooth liền rồi. Nhưng con theo dõi tiếp một tuần, một tháng, rồi con nói ủa sao chỗ nó đáng, nó thắt, nó ngay cả nó cũng thắt nữa.